Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm mua bán xe qua sử dụng có kiểm tra chất lượng, có bảo hành chính hãng và có hỗ trợ góp ngân hàng đối với những chiếc xe ô tô cũ bán ra nha. Hôm nay thì Thắng sẽ làm một cái video cập nhật những chiếc xe Toyota Fortuner có cả những chiếc máy xăng và máy dầu để cho quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu về những chiếc xe Fortuner này á, thì cứ liên hệ với Thắng coi hết video, quan tâm mẫu xe nào thì gọi cho Thắng, Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về chiếc xe đó, về chi phí lăn bánh nè, thủ tục mua bán và hỗ trợ góp ngân hàng đối với những chiếc xe mà còn hỗ trợ nha. Rồi xin mời quý anh chị cùng Thắng đi cập nhật những chiếc xe Fortuner đang được Toyota Hiroshima Tân Cảng chào bán nha. Chiếc đầu tiên nha quý anh chị, Fortuner 2016, máy xăng số tự động 1 cầu, xe đi được 72.000 cây. Xe này thì chào bán mức giá là 688 nha, mang biển số thành phố nè, 51F99980, một biển số khá là đẹp luôn. Quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á, chúng ta mua cái xe này tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Xe này là xe gia đình, một chủ từ đầu luôn, màu bạc. Lúc về á, thì có một số vết xước ở cản sau thôi, còn lại cửa nẻo cản trước là nước sơn zin nha. Bốn lớp zin theo xe, lớp dự phòng thì còn rất là dày. Đối với mẫu xe này thì quý anh chị chúng ta mua về chỉ có dùng thôi, không cần phải làm gì hết. Bên Thắng đã tiến hành kiểm tra chất lượng, làm đẹp được xong hết rồi. Chúng ta dùng khoảng độ đến 4-5 ngàn cây á, thì chúng ta vô hãng ta bảo dưỡng một lần, giống như xe mới. Bên trong thì vẫn còn giữ nguyên cái bộ ghế da zin theo xe nha quý anh chị. Ghế da zin, số tự động 1 cầu, 4 cấp, điều hòa tự động nha, đầu DVD, tích hợp camera da, trần xe nè, vô lăng. Mẫu xe này thì chúng ta chỉ sử dụng đi gia đình thôi, còn chạy kinh doanh dịch vụ thì quý anh chị chúng ta không nên nha, tại vì trung bình tiêu hao nhiên liệu đối với mẫu xe này á, trung bình là 100 cây tầm khoảng từ 15 đến 16 lít như quý anh chị. Đi gia đình thì sướng lắm, nhưng mà chạy kinh doanh dịch vụ thì nó hơi hao và không, chúng ta không có lợi nhuận cao nha. Đó là chiếc đầu tiên mà Thắng muốn mang đến cho quý anh chị. Rồi chiếc thứ hai là Fortuner 2017, cũng là phiên bản máy xăng số tự động 1 cầu nha. Xe này nhập khẩu Indo và sở hữu cái form thiết kế là form mới nha, form mới của Fortuner. Xe này thì đi được 57.000 cây rồi, chào bán mức giá là 888, màu bạc luôn. Mâm lốp thì còn khá là dày. Những chiếc xe mà bên Thắng thu về bán ra thì đều được kiểm tra cũng như là làm đẹp theo công nghệ Marukuri độc quyền nha. Chất lượng thì quý vị ta khỏi lo, bên Thắng cam kết về cái chất lượng cho mình. Xe không cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ nha. Đây phía sau xe nè, đó, có trải sàn, ghế da màu nâu, trần xe sạch sẽ. Xe được dán phim rồi, có bộ chắn cửa luôn rồi. Bên trong xe phía trước khoang lái nè, ghế chỉnh điện, số tự động 6 cấp nha. Có cân bằng điện tử luôn, hai chế độ lái Eco Power, lấy chuyển số vô lăng, đề startup. Những mẫu xe Fortuner máy xăng thì chúng ta đi gia đình thì quá thoải mái rồi, gầm cao, an toàn. Rồi 888 triệu cho chiếc xe Fortuner 2017 máy xăng số tự động 1 cầu nha quý anh chị. Tiếp tục là chiếc xe Fortuner TRD, xe sản xuất 2012 màu trắng, đi được 115.000 cây nha. Xe này là phiên bản Sportivo nha quý anh chị, màu trắng với một cái bộ body kit và một cái mâm nó khác hơn so với những cái phiên bản cùng thời điểm. Và mẫu xe này chào bán mức giá là 501 nha, 510 triệu. Máy xăng 2 cầu nha quý anh chị, máy xăng 2 cầu. Tổng quan về xe nè, xe mặc dù đi nhiều nhưng bên Thắng đã kiểm tra lại hết cho mình rồi. Những chiếc xe của Toyota nói chung và chiếc xe Fortuner nói riêng thì quý anh chị biết rồi, độ bền cũng như là độ bền chính là một cái giá trị cốt lõi của Toyota nha. Chỉ cần chúng ta bảo dưỡng đều thì cái xe cứ bền mãi. Có những cái xe mà bên Thắng chạy khoảng độ 300-400 ngàn bên Thắng cũng thu nha, chỉ cần bảo dưỡng đều và xe không có bị đâm đụng tai nạn ngập nước thôi là bên Thắng sẽ thu. Còn xe chạy ít nhưng mà có bị cắn đụng tai nạn thì cũng không thu nha. Số km thì không ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng của chiếc xe nha quý anh chị. Rồi biển số của xe nè, 47A39706 nha. Phía sau có hai cảm biến hỗ trợ lái xe an toàn, mâm lốp còn khá là dày luôn. Bộ mâm nè,
Rồi, khoang hành lý, khoang hàng ghế thứ hai. Ghế da zin. Có một trần trải sàn. Rộng rãi nha. Máy xăng hai cầu thì trung bình 100 cây tầm khoảng 19 đến 22 lít nha quý anh chị. Đầu lên đầu Android đây. Đầu Android tích hợp camera hành trình phía trên. Đối với chiếc đầu Android này quý anh chị ta có thể coi YouTube, coi bản đồ, phát wifi được luôn. Rất là xịn sò nha. Điều hòa tự động, số tự động hai cầu. Với mức giá chào bán là 510 triệu nha quý anh chị. 2.7 VVTi Fortuner 2012. Tiếp theo là một chiếc xe cũng là Fortuner, máy xăng nữa. Fortuner máy xăng số tự động một cầu, xe sản xuất 2015, đi được 83.000 cây. Xe này thì chào bán mức giá là 645 nha quý anh chị. 645 triệu. Xe màu bạc nha. 2015 đến nay cũng độ 7 năm rồi mà đi được 83.000 cây. Chứng tỏ là mỗi năm đi trên 10.000 nha. Mang biển số thành phố luôn, 51F32593. Quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố, chúng ta mua những mẫu xe này nè, chúng ta tiết kiệm được tiền biển số nha. Biển số ở thành phố tới 20 triệu lận. Xe đã được dán phim, lắp viền che mưa rồi. Bên trong xe thì ghế da zin nha. Quý anh chị chúng ta có thể nhìn thấy cần số nè, con ngựa nè. Đó. Rất là mới luôn. Không có bị bạc màu gì hết. Phần nhựa đen nè, điều hòa tự động nha. Mẫu xe rất là đẹp nha quý anh chị, gia đình dùng kỹ. Với mức giá chào bán là 645 triệu nha. Chiếc xe Fortuner 2015 máy xăng một cầu. Rồi tiếp tục là một chiếc xe Fortuner máy xăng nữa. Fortuner 2016 một cầu nha quý anh chị, xe nhập khẩu Indo mẫu mới. 2016 thì chúng ta Fortuner chúng ta có hai mẫu nha. Và chiếc này là mẫu mới nha quý anh chị, còn chiếc lúc nãy mà Thắng quay á cũng 2016 nữa. Thì đó là chiếc mẫu cũ nha. Xe này màu nâu đi được 64.000 km, chào bán mức giá là 852 nha. Màu nâu. Xe thì lớp còn khá là dày luôn. Quý anh chị chúng ta có để ý cái gai lớp nè. Nó dày nha. Xe đã được dán phim che mưa chén cửa. Bên trong xe thì đối với mẫu xe này còn rất là nhiều được trang bị lên. Thì tí xíu nữa Thắng bầu Thắng quay cho quý anh chị coi nha. Lớp dự phòng nè, chưa hạ luôn. Màu nâu đỏ nha quý anh chị. Đây bên trong xe nè. Đó. Rất là mới luôn. Đây những phụ kiện mà chủ lắp lên nè, như là chống trượt, cân bằng điện tử nè. Tại vì cái đời này thì zin theo xe của nó là chưa có chống trượt và cân bằng điện tử nha. Chủ trang bị thêm. Rồi cảm biến áp suất lốp nè, tích hợp hai nút nè. Đó là hai cái phụ kiện lắp cũng rất giá trị nha quý anh chị, cần thiết. Đầu DVD tích hợp camera gear. Số tự động 6 cấp nha. Vô lăng. Rất là mới luôn. Ở bên trên thì có cái miếng gương nè, chưa tháo cái mọc ra luôn. Dùng rất là kỹ. Đó. Tắp bi thì bọc da. Đường viền chăn kính. Chạy sàn có luôn rồi. Xe sạch sẽ nha. Với mức giá chào bán là 852 triệu nha quý anh chị, Fortuner 2016 máy xăng, số tự động một cầu. Rồi chúng ta tiếp tục nha quý anh chị, một chiếc xe Fortuner đời thấp hơn 2013 nha. Xe này thì phiên bản máy xăng số tự động một cầu nha quý anh chị, màu bạc, đi được 85.000 cây. Chào bán mức giá là 558 triệu nha. Màu bạc nha quý anh chị, 558 triệu. Xe thì để Thắng công khai cái biển số cho quý anh chị coi nè. Biển số Long An nha, 62A10394. Xe thì nước sơn đồng màu, không có bị lệch nha. Dán phim rồi, mâm lớp thay mới rồi. Ở phía sau xe có cảm biến, hai cảm biến hỗ trợ lái xe an toàn. Năm bộ lớp dày nha. Tắp bi. Bộ ghế bọc lại bộ ghế mới rồi.
ăn số. Số tự động 4 cấp thôi, mẫu cũ thì chúng ta chỉ có số tự động 4 cấp, còn lên mẫu mới thì có 6 cấp nha quý anh chị. Điều hòa là vẫn là điều hòa tự động, đầu CD zin theo xe. Vô lăng. Phím chữ còn nguyên, không có bị bay màu nha. Bên trên thì đã được chủ trước bọc trần nha quý anh chị. Trần màu cam. Phía dưới thì có chảy sàn đây. Phía sau xe rộng rãi sạch sẽ. Rồi, với mức giá chào bán là 558 triệu nha. Quý anh chị quan tâm mẫu xe này thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn. Rồi, tiếp tục một chiếc xe Fortuner nữa. Đây là Fortuner, máy dầu, số tự động, xe sản xuất 2019 nha. Xe này đi được 23.000 km màu đen nha quý anh chị. Mang biển số Bạc Liêu, đã được đặc điểm của cái xe này đã được chủ lên cái bộ body cũng như là cái mặt ca lăng á. Quý anh chị chúng ta thấy được sự khác biệt nè, TRD nè. Đó. Lên cái mặt ca lăng này khá là đẹp luôn, nhìn xe nó trẻ trung hơn, năng động hơn. Xe đi được 23.000 cây thôi. Máy dầu số tự động nha, một cầu. Lớp thì zin theo xe. Do đi xe đi được có 23.000 cây thôi. Mâm lớp còn rất là mờ dày luôn. Phụ kiện thì có dán phim che mưa đây. Đường viền chân kính. Phía sau thì có cái ốp cản sau. Lớp dự phòng thì chưa hạ. Chiếc máy dầu số tự động này quý anh chị ta có thể chạy kinh doanh dịch vụ hoặc chạy gia đình nha. Nội thất bên trong xe nè quý anh chị. Đó, ghế chỉnh điện nha. Mẫu xe lắp ráp Việt Nam. Đây. Ghế da, nội thất rất là mới luôn. Do xe đi được ít có 23.000 cây à. Trải táp lô, trải sàn, trần xe sạch sẽ. Đầu DVD của Toyota tích hợp camera gear nha. Số tự động. Có tính năng chống trượt cân bằng điện tử như quý anh chị. Chiếc xe Fortuner này thì chào bán mức giá là 1.007 tỷ nha. Fortuner 2019 máy dầu số tự động. Chạy được 23.000 cây, 1.007 tỷ. Đó là tất cả những chiếc xe Fortuner mà Thắng muốn cập nhật để cho quý anh chị, để cho chúng ta yêu thích cái dòng Fortuner này. Chúng ta có thể xem để tham khảo thêm. Quan tâm chiếc xe nào thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về chiếc xe đó nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.